quản hòa, giáo hòa Thiên Quang. Kính thưa cha chủ đề, kính thưa cha quản sứ giáo sứ Yên Bái và quý cha phó giáo sứ Yên Bái, kính thưa quý cha phó, quý cha đồng đế, kính thưa quý chị cha quan điều hành một dòng về thánh giá Đức Hóa và toàn thể chị em trong một dòng, kính thưa quý thân nhân của các bà buổi lễ hôm nay và quý thân thân của các sĩ cao niên trong cộng đoàn, kính thưa quý thầy, quý ân nhân, quý vị băng thầy giáo trong ba giáo xứ Yên Bái, Bảo Lâu và Cửa Lò, quý khách xa gần, quý vị đại diện cho các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn, con xin thay lời cho quý bà mừng 60 năm và 70 năm lần tận, cũng như toàn thể chị em trong cộng đoàn vị thánh giá Yên Bái, nói lên lòng biết ơn chân thành của chúng con. Lời đầu tiên, chúng con xin quý trang và cộng đoàn cùng với vị bà của chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hợp ân được chọn gọi đời sống thánh hiến, hơn nữa hợp ân được gìn giữ để trưởng thành theo Chúa cho tới ngày hôm nay. Chặng đường 60 năm và 70 năm dâng hiến quả là một chuỗi huyền hậu ân. Thật vậy, nhìn lại từng ngày sống qua đi hay một chặng đường bước qua đều thấy huyền diệu tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện trong và qua cuộc đời của quý bà. Như thánh Andre Phú Yên đã nói, tình yêu đã đến tình yêu. Thật vậy, quý bà đã chọn Chúa và thương lại với tất cả tình yêu, nên quý bà cũng được Chúa dìu dắt, nâng đỡ, chở che với tất cả tình yêu để quý bà vượt qua những khó khăn của bản thân, vui vẻ đón nhận sự thiếu thốn của nhà sản trong những lúc khởi đầu, kiên cường ở lại trong đời tân hiến vào thời bom đạn và sẵn sàng chấp nhận sự khắt khe của xã hội với những người đứng tu thời hậu chiến như một công dân mẫu mực. Kính thưa quý cha, quý khách và cộng đoàn, nhìn vào những ân huệ trong quá khứ để xác tín hơn những hậu ân Chúa ban trong hiện tại và cũng là động lực để tiến bước trong tương lai, con tin chắc rằng niềm vui của ngày hôm nay sẽ là dấu ấn linh thiêng vô cùng cao quý với vị bà cùng kỷ niệm nói riêng và cũng là sự khích lệ lớn lao cho chị em chúng con trong đời sống thánh hiến nói chung. Khi được quý cha, quý thân nhân, quý khách về đây hiện dâng thánh lễ tạ ơn này với chúng con, với lòng biết ơn, cộng đoàn chúng con xin chân thành tri ân cha Joa Maria, giám mục giáo phận Hương Hóa và chị tổng phụ trách hội phòng đến thánh giá Hương Hóa. Các ngài đã cho phép và khích lệ chúng con trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn này. Từ hôm nay các ngài không hiện diện với chúng con trong thánh lễ này, xin nhận nơi chúng con lòng biết ơn chân thành. Kính thưa cha phó An Tôn Nguyễn Sa Nhang, dù tuổi cao sức khỏe không còn dồi dào như ngày nào, nhưng với những mối tương quan đặc biệt và sự gắn bó của những người cùng cao niên trong đời tu, cha đã vui vẻ đón nhận lời mời của cộng đoàn chúng con để tới chung vui với chúng con và đặc biệt còn chủ tế thánh lễ tạ ơn này cho quý bà và cộng đoàn chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân. Chúng con xin chân thành tri ân cha quản hòa giáo hòa Yên Bái và cha phố Su Xe Nguyễn Đình Dầu, quý cha cũng là quý cha nguyên quản sứ giáo xứ Yên Bái. Quý cha đã và vẫn luôn dành sự tư bái cho quý bà cũng như cộng đoàn chúng con. Và hôm nay, từ bận rộn công việc của giáo xứ, quý cha vẫn cố gắng thu xếp về hiệp dâng thánh lễ với chúng con. Và đặc biệt, cha quản hòa còn chia sẻ lời Chúa thật ý nghĩa cho chúng con trong thánh lễ này. Chúng con xin chân thành tri ân. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha nguyên quản sứ giáo xứ Yên Bái, quý cha đồng đế,
Vì tình thương mến và sự liên đới của những người thân phẩm đời xuân thiền, quý cha đã dành cho quý bà và cộng đoàn chúng con những món quà thật cao quý, đó là sự hiện diện niềm tâm thánh lễ tạ ơn này. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và chúc phúc cho quý cha trên mọi bước đường của sứ vụ. Cộng đoàn chúng con xin chân thành tri ân cha quản sứ Thu Xe Nguyễn Đình Quyền, quý cha phó sứ giáo xứ Yên Bái. Quý cha là những người đang trực tiếp nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng con và cũng là người nâng đỡ chúng con trong sự vụ. Và trong dịp tạ ơn này, quý cha đã giúp chúng con trong việc tổ chức để thánh lễ được diễn ra cách trang nghiêm sâu sắc. Chúng con xin chân thành tri ân. Cộng đoàn chúng em xin chân thành tri ân quý chị trong ban điều hành buổi tập và toàn thể chị em trong các cộng đoàn của gia đình Bến Thánh Giá Hương Hòa. Với tinh thần hiệp thông của những người chị em trong gia đình hội thẩm, quý chị đã khắc phục mọi trở ngại để tới hiệp thông với quý bà và cộng đoàn chúng em trong thánh lễ này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý chị và xin giữ quý chị luôn bình an. Cộng đoàn chúng con xin tri ân quý vị ban ngành giáo giáo xứ Yên Bái, quý vị ban ngành giáo giáo họ Yên Bái, quý vị ban ngành giáo trong các giáo xứ Yên Bái, Bảo Lâm và Quần Hào, quý vị đại diện các hội đoàn trong giáo họ và anh em hội Vĩnh Sơn xa quê. Với tình thương mến, quý vị đã cộng tác với chúng con trong việc tổ chức và hôm nay quý vị lại sắp xếp công việc để tới hiện thân thánh lễ chung chia niềm vui với chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân. Chúng tôi xin chân thành tri ân sự hiện diện của quý khách không cùng niềm tin tôn giáo với chúng tôi, nhưng vì tình thương mến và sự liên đới, quý vị đã dành thời gian đến chung chia niềm vui với chúng tôi. Xin ông trời cũng là Chúa đấng chúng tôi tôn thờ chúc phúc cho quý vị và các thành viên trong gia đình quý vị. Cộng đoàn chúng con xin chân thành tri ân sự hiện diện của quý thân nhân của quý bà mừng kỷ niệm hôm nay, cũng như thân nhân của quý bà cao niên trong cộng đoàn. Vì sự kính trọng dành cho quý bà và lòng thương mến dành cho cộng đoàn chúng con, quý vị đã cố gắng thu xếp công việc để tới nhập thân thánh lễ với quý bà và cộng đoàn chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân. Chúng con xin chân thành cảm ơn đội kèn nam, đội kèn nữ giáo xứ Yên Bái, ban âm thanh, ban phục tử, ban trật tự, nhà hàng Thanh Thao và các ban lành và toàn thể bà con trong giáo họ Yên Bái. Quý vị đã tận tình với chúng con trong mọi công việc để chúng con tổ chức thánh lễ này được trang trọng sâu sắc. Với tâm tình tri ân và với lòng cảm tạ, tâm tình uống nhớ nguồn làm con phải hiểu, để có ngày hôm nay quý bà và cộng đoàn chúng con không thể quên công ơn của những bậc tiền bối đã sinh thành dưỡng dục, những người đã gieo mầm ơn gọi, phun trồng và chăm sóc đời sống ơn gọi của quý bà trong cộng đoàn chúng con mà hôm nay đã được Chúa gọi về. Xin ân Thiên Chúa ân thưởng các ngài trong nhà Chúa, chúng con xin dâng lời kinh nguyện mỗi ngày hướng về các ngài. Trọng kính cha chủ tế, kính thưa quý cha đồng tế và cộng đoàn, với đạo làm con và những người bế hiện, con xin thay lời cho các chị em trong cộng đoàn Bến Thánh Giá Yên Bái có đôi lời với quý bà hôm nay và quý bà cao niên trong cộng đoàn. Kính thưa bà Anna Đỗ Thị Tạng, bà Maria Vũ Thị Đào, bà Maria Đặng Thị Hợp, bà Maria Nguyễn Thị Hiệp, chúng con những người con của hội sầm đang được trực tiếp thừa hưởng và tiếp nối sứ mạng của các bà tại cộng đoàn Bến Thánh Giá Yên Bái.
trong nhiệm kỳ được hội dòng trao phó. Chúng con xin chân thành tri ân sự đóng góp lớn lao của quý bà cho hội dòng nơi hội đoàn mình đánh giá yên bái này. Chúng con cảm phục lòng kiên cường và đầy kiến thức của các bà khi phải xoay sở mọi cách để giữ được cộng đoàn này và làm cho cộng đoàn được phát triển về mọi mặt như ngày hôm nay. Đặc biệt với bà Hoa Na Đấu Thị Đạo và bà Maria Vũ Thị Đạo, chúng con có thể nói lịch sử của cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái cho tới ngày hôm nay cũng chính là lịch sử đời tu của hai bà. Hai bà đã gắn bó gần trọn đời tu của mình với cộng đoàn này. Quý bà đã hoàn thành sứ vụ một dòng trang bó với cộng đoàn này cách tốt đẹp. Với lòng trân trọng và biết ơn những bậc tiền bối, hội dòng muốn được phụng dưỡng quý bà cách chu đáo hơn về mọi mặt tại hội dòng, tại nhà mẹ hội dòng, nơi có những điều kiện thuận lợi mà cộng đoàn chúng con không thể có được. Vì thế, thay lời cho chị em trong cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái khóa 8, nhiệm kỳ 2016, 2020, chúng con xin hết lòng tri ân quý bà. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ quý bà trong tuổi cao sức yếu, để quý bà vẫn mãi sống trong niềm tin yêu và tình thương nơi Chúa. Chúng con cũng xin quý bà tiếp tục đồng hành cùng chúng con trong bí quyền, để chúng con cũng chung toàn sự vụ của mình theo ơn quý bà. Kính thưa quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn, được phép của quý bà cao niên trong cộng đoàn, con xin được thay lời cho quý bà xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý cha quản sứ, quý cha và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Yên Bái, những người quê hương Yên Bái. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phúc lành cho quý cha cộng đoàn. Thay cho lời cảm ơn của quý bà chúng con luôn mang theo tình yêu thương của vùng đất Yên Bái này trong tâm hồn và thánh hóa những con người cũng như những kỷ niệm nơi đây trong lời cầu nguyện. Sau cùng, chúng con xin cha chủ thể, quý cha và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho quý bà mừng kỷ niệm hôm nay. Quý bà cao niên và toàn thể chị em chúng con luôn sợ đứng với ơn gọi của mình. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, trong việc tổ chức thánh lễ cũng như buổi lễ diễn ra hôm nay, chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng con kính xin quý cha và cộng đoàn lượng thứ. Sau bài ca kết lễ, chúng con kính xin quý cha chuẩn bị lưu niệm với quý bà của chúng con và hơn điều này cũng là quý gì quý chị em trong các cố vấn của cộng đoàn chúng con tại Giang Thành. Và sau thánh lễ, chúng con trân trọng kính mời quý cha, quý thân thân, thân nhân, quý khách cùng chung chia niềm mừng với quý bà và chị em chúng con tại quân viên cộng đoàn. Chúng con xin đồng cảm.